Xin chào cả nhà. Đây là lần đầu tiên Thảo live stream bên bên fanpage của mình. Lần đầu tiên Thảo live streaming fanpage để cho mọi người biết là đây là fanpage chính chủ của Thảo. Chào mọi người. Chào bạn Ngọc Oanh. Mới ngủ dậy cho nên cái mặt nó hơi ngu ngu một xíu. Lần đầu live stream trên fanpage á. Thảo không có đi hát. Ngày mai Thảo bay ra Thanh Hóa trong live show của anh Dũng Sến rồi. Thảo đi một tuần lận. Ngày 22 Thảo mới về lại Sài Gòn. Chào mọi người. Ui dạ. Tiêu tiêu. Vậy rớt điện thoại quá. Đang buồn đêm mưa hả? Nhìn mi đã bắt đầu mùa đêm mưa nha. Đoạn buồn đêm mưa mọi người gõ trên YouTube á, đã có bài karaoke của Thảo rồi đó. Thảo có bỏ trên YouTube karaoke rồi. Canh được là mọi người có nghe được hay không? Giờ phải làm sao ta? À, để gắn cái loa đi. Ừ.
làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tênh bên gác khuya của anh hiu, nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ phương trên mi môi thương đau. Biết làm sao vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Mưa vẫn lạnh lùng mưa bay, ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa vẫn rơi em đêm, lời cảm ơn mọi người đã lắng nghe lời yêu cầu của anh Nguyễn Tuấn Đức, bài Người Tình Không Đến nha. Mọi người chia sẻ clip cho Thảo nha. Người Tình Không Đến. Cười nữa chứ. Không có chi anh. Người Tình Không Đến. Hello Phan Diễm. Chào mọi người mới vào.
chia sẻ clip cho Thảo nào.
chia sẻ, mọi người chia sẻ trong fanpage này cho Thảo nha. Yêu cầu của bạn Quỳnh bé bỏng, hoa nở về đêm nha. Hoa nở về đêm, hoa nở về đêm. Đâu đâu? Đâu đó? Đây. Dạ chưa mở dọn, bây giờ mở dần dần rồi đó. Vì con tim nhau.
Mọi người chia sẻ clip cho Thảo đi. Hát tiếp bài Tiếng Người Đi hả? Hát cho anh đi. Hát cho anh là hát bài gì vậy anh? Mọi người muốn Thảo hát bài gì thì mọi người cứ bình luận vào, Thảo sẽ đọc và sẽ hát cho mọi người nghe. Một ca khúc rất là hay. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Duyên phận hả? Ok, duyên phận luôn. Duyên phận nha. Mọi người chia sẻ clip cho Thảo đi. Mọi người bấm vào chia sẻ. Để cùng kết nối đến nhiều người. Bây giờ Thảo sẽ hát bài Duyên phận nè. Đây là bản phối mới Duyên phận của Thảo. Thank you.
người chia sẻ clip cho Thảo đi. Quê Quảng Ngãi, đúng rồi, Thảo quê ở Quảng Ngãi. Cảm ơn mọi người. Bây giờ Thảo đang sở hữu một bộ tóc rất là dài, nhưng mà chiều nay Thảo sẽ đi cắt ngắn lên một phân luôn. Có ai tiếc không? Mộc mạc. Cảm ơn anh Huy. Mọi người chia sẻ clip nha. Thảo hát bài Hoa Tím Người Xưa cho mọi người nghe. Mọi người chia sẻ clip cho Thảo đi. Đôi ta đến đây cũng vườn xưa trốn.
trôi, biết ai về chốn nào. Đâu đây dư hương gửi tâm tư luyến thương, ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ. Người xưa ơi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu. Mọi người chia sẻ clip cho Thảo đi. Cảm ơn mọi người. Chia sẻ clip mặt cho Thảo nha. Trái tim là ở trên tủ mà. Mọi người chia sẻ clip cho Thảo nào. Chào Hiệp Vũ. Hiệu Vũ à? Chào Minh Hiếu. Mọi người đợi tí nha. Phải xử lý cái bà chị này đã. Rovi Nguyễn mọi người có biết không?
xử lý bà chị này chứ đã. Chị Vi Nguyễn vào hỏi Thảo là sao da mặt á bị cái gì, thì da mặt Thảo đang bị dị ứng mà không có đánh được một cái gì cả, mà đi trị cũng không xong luôn. Mọi người có cách nào không? Có cách nào giúp không? Mọi người nghe bài Lên Lên Phần Buồn nha. Ca khúc này hay quá. Chắc Thảo phải phối nhạc mic cho bài này để hát thôi. Quyền quý bao may mắn
Chị, bài bài mới của nhạc sĩ Thái Thịnh, Lên Đến Phòng Buồn. Hả? Sao Duyên? Hả? Ờ em vô đi. Bé trợ lý của mình mang cơm qua. Nấu cơm rồi. Giờ mình mới ăn trưa đó. Này là ca khúc Con Đường Xưa Em Đi Thảo sẽ hát trong chương trình ở Thanh Hóa cùng với chị Hồ Ngọc Hà. Con đường xưa em đi vàng lên mái tổng thể, ngõ hồn dâng tay tê. Làm thơ phú quý khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng phú quý vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng về hỏi con ai. Trong vui
Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mọi người ai chưa chia sẻ clip cho Thảo á, mọi người chia sẻ cho Thảo nha. Hello nhạc quê hương. Duyên phận chị hát rồi. Duyên phận 1 chị cũng hát rồi, duyên phận 2 chị cũng hát rồi đó Phương Thanh. Nếu em được lựa chọn ha, hồi nãy giờ là hát nhạc nhạc bolero không à, bây giờ tặng cho mọi người một ca khúc nhạc nhạc trẻ nếu em được lựa chọn nha. Lâu lắm rồi không hát là nhạc trẻ đó. Theo yêu cầu của bạn Hiếu Nguyễn. Mọi người chia sẻ clip cho Thảo đi. Bây giờ
Thảo hát nhạc trẻ hay hơn là tại vì từ xưa giờ là Thảo chỉ hát nhạc trẻ thôi. Còn bolero là Thảo mới chuyển qua dòng bolero đây. Cảm ơn mọi người. Một bài nhạc trẻ nữa nha. Một bài nhạc trẻ nữa. Sau đó Thảo phải đi ăn cơm. Đói quá rồi. Đố mọi người bài này là bài gì? Mọi người chia sẻ clip cho Thảo đi. Một chút nhớ anh đây, một chút mơ chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây, một chút ít hơi ấm, một chút thương ấm. Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm, một chút như thanh hai, một chút mơ góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai, một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển. Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sáng.
Tim nè, thả tim và chia sẻ các khúc này cho Thảo nha. Muốn khóc luôn à? Thảo cũng muốn khóc luôn ấy. Chị cảm ơn em Đặng Việt Hoàng, cảm ơn Đức Toàn. Mọi người chia sẻ clip cho Thảo chứ.